Nhân câu chuyện về thị trường chứng khoán đang tăng và niềm phấn khởi, niềm hân hoan là những cái câu chuyện chính của thị trường, nhiều cơ hội sẽ đến với các anh chị và nhiều cái sự khuyến nghị của tất cả những mọi người trên sàn chứng khoán cũng như các bạn tư vấn cũng như là trên thị trường chứng khoán. Thì hôm nay em sẽ trao đổi với anh chị nhiều hơn một chút về cái tâm lý trong vấn đề về đầu tư. Và nếu như anh chị tâm lý thì từ lúc mà thị trường chứng khoán vừa 1.000 điểm thì em cũng đã không còn trao đổi với anh chị nhiều về các kỹ năng, các kỹ thuật, mà em trao đổi với anh chị nhiều hơn về tư duy, để mà thực sự là khi mà thị trường tăng á thì mọi người đều sẽ gia tăng tài sản, nhưng cái quan trọng là khi mà thị trường hết tăng á thì ai sẽ còn và ai sẽ mất, thì đó mới là cái ý nghĩa quan trọng. Và chào mừng tất cả anh chị đã đến với đầu tư chứng khoán cùng Quang Dũng, nên những chia sẻ mỗi tối của em hy vọng có thể mang lại nhiều kiến thức hơn cho cả em và các anh chị để chúng ta đầu tư hiệu quả hơn, thảnh thơi hơn và thành công hơn. Ngoài những chia sẻ mỗi tối trên YouTube của em ra thì em còn viết ra những mặt sáng mặt tối, các kiến thức trong đầu tư, các kỹ năng trong đầu tư cũng như là các phương pháp trong đầu tư, được em viết lại dưới mục công dân chứng khoán Việt Nam trên website quangdungstock.com, mục kiến thức trong đầu tư. Các anh chị cùng đón đọc. Vậy thì làm gì khi thị trường tăng? Hôm bữa có trao đổi với anh chị về chúng ta sẽ mua cái gì khi mà VN-Index vượt 1.000 điểm. Và anh chị là nhà đầu tư, anh chị là nhà kinh doanh chứng khoán hay anh chị là nhà đầu cơ, có lẽ là những chia sẻ của em đã giúp cho anh chị định hình được chính mình. Tại vì nếu như anh chị hiểu thôi, vốn là một này, tính cách của anh chị này, tâm lý của anh chị này, phương pháp đầu tư của anh chị này, đó, tất cả những thứ đó thì chỉ có một anh chị hiểu. Và em là những người gợi mở đi ra để đưa ra những cái phương pháp. Hôm nay sẽ trao đổi với anh chị nhiều hơn về một chút về cái vấn đề về về tư duy trong đầu tư, tại vì cái này là cái theo em là quan trọng, nó chiếm đến 70% lận, các kỹ năng giao dịch nó chỉ chiếm khoảng 30% thôi. Tất nhiên mọi người đang trao đổi với nhau về một nền kinh tế tăng trưởng, một GDP tăng trưởng, một ngành nghề tăng trưởng, và sẽ có rất nhiều doanh nghiệp tăng trưởng 30%, 50%, 70%, 100% trong những quý vừa qua. Thì cái sự tăng trưởng lớn mạnh của tài sản vốn của doanh nghiệp nó là câu chuyện chính dẫn đến sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán và các cổ phiếu mà anh chị đang đầu tư. Song song đó là sự ổn định về tỷ giá. Tỷ giá 9 tháng đầu năm nó vẫn duy trì ổn định ở mức khoảng 23.200 đồng bán ra tại các ngân hàng thương mại. Đây là một nỗ lực rất lớn của ngân hàng nhà nước trong những năm trở lại đây để mà giúp ổn định cái nền kinh tế Việt Nam. Chỉ vì sự ổn định về tỷ giá này và sự hấp dẫn về GDP thì dòng vốn FDI nước ngoài họ mới đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam và các ngành nghề hạ tầng của Việt Nam. Một đất nước hấp dẫn, tăng trưởng hấp dẫn và một đất nước có tỷ giá ổn định, đó là nền tảng và giá trị để cho những dòng vốn ở trên thế giới họ tham gia vào đầu tư vào nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng. Nhưng song song đó chúng ta cũng không nên quá hưng phấn về những điều này. Sự mất cân bằng về lãi suất đầu vào và lãi suất đầu ra nó đang dần dần tăng lên. Khi mà lãi suất huy động đầu vào càng ngày càng tăng, tức là ngân hàng đang thiếu tiền, họ thiếu tiền họ phải tăng lãi suất huy động đầu vào, như vậy là lãi suất gửi tiết kiệm nó sẽ tăng lên, thì một phần nhà đầu tư họ sẽ có nhu cầu họ gửi tiết kiệm. Khi mà lãi suất huy động tăng lên thì lãi suất đầu ra cũng sẽ phải tăng. Lãi suất đầu ra tăng thì tức là các chi phí lãi vay của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vay nợ cao niêm yết trên sàn chứng khoán sẽ tăng. Đó là những yếu điểm. Và nếu như mà một cái kênh đầu tư nào đó hấp dẫn hơn với một mức lãi suất như là gần 8%, em ví dụ như là Maritime Bank hoặc là ngân hàng Ocean Bank đi, lãi suất của họ bây giờ nâng lên 8% một năm, thì rõ ràng là nhà đầu tư người ta có nhu cầu gửi tiết kiệm cũng sẽ nhiều. Và khi mà lãi suất đầu vào 8%, họ phải tăng lãi suất đầu ra để giữ cái NIM, tức là cái mức chênh lệch giữa lãi suất đầu ra và lãi suất đầu vào. Như vậy thì những doanh nghiệp vay nợ cao nó sẽ bị ảnh hưởng. Đó là những yếu điểm. Yếu điểm thứ hai nữa là đối bối cảnh phức tạp của vĩ mô thế giới. Mình khoảng một tháng trở lại đây thì có những cái dấu hiệu ôn hòa hơn của các thế lực đối nghịch nhau, nhưng mà cái xu hướng tất yếu trên thế giới đó là xu hướng bảo hộ. Và cái câu chuyện chính trong 5 năm tới thì theo em rằng là chúng ta chấp nhận những cái diễn biến đang xảy ra đối với thế giới để mà đưa ra được một cái phương án đầu tư, chứ rất là khó để mà hai bên có thể mà nối lại những cái vấn đề như chưa hề có cuộc chia ly được. Những căng thẳng là vẫn có và chúng ta chấp nhận và đối diện nó như thế nào. Đối với những dữ liệu và sơ khai như thế này thì em có thể tạm đánh giá rằng là vĩ mô Việt Nam không xấu, nhưng mà tình hình thì không quá tốt. Và khi mà vĩ mô đã không xấu và không quá tốt thì chúng ta không hưng phấn, chúng ta đừng mua đùa giá cổ phiếu cho dù ở bất kỳ thời điểm nào. Nếu như nào quay lại cái bài toán của 2017, các doanh nghiệp tăng trưởng 30%, 50%, 100%, vĩ mô tăng trưởng rất tốt, Dow Jones rồi S&P 500 hay là các vĩ mô trên thế giới nó ổn định đó, thì chúng ta có thể nghĩ đến vấn đề đó. Nhưng mà đối với ở thời điểm hiện tại không xấu nhưng không tốt thì đừng mua đuổi giá cổ phiếu dù ở bất kỳ thời điểm nào, cho dù có là 900 điểm, cho dù có phải là vượt 1.000 điểm hay không, hay là dù vượt đỉnh hay không, chúng ta đừng mua đuổi. Mua khi cổ phiếu điều chỉnh giảm, thanh khoản thấp, đó là giá trị cốt lõi trong tất cả mọi thời điểm khi chúng ta đầu tư.
chọn doanh nghiệp rồi thì không nói, chọn doanh nghiệp xong bình tĩnh xử lý, thì như vậy thì sẽ tối ưu trong vấn đề về đầu tư. Và em nghĩ mong muốn của tất cả anh chị và của cả em, chúng ta tối ưu hơn, tối đa hóa trong vấn đề về đầu tư, thì cái kỹ năng giao dịch nó cũng là một cái rất quan trọng. Và đừng mua đuổi giá cổ phiếu dù ở bất kỳ thời điểm nào. Không mua đuổi giá cổ phiếu cũng đừng có lướt sóng quá nhiều. Tại vì em nhận thấy rằng là nhu cầu lướt sóng là nhu cầu của mỗi người. Nếu mà để nói mua và nắm giữ, mua và đi du lịch thì nó rất nhàm chán. Cho nên cái nhu cầu kinh doanh chứng khoán của các anh chị là có. Nhưng trong một cái bối cảnh như thế ở thời điểm hiện tại, kinh doanh chứng khoán nó chỉ ở một chừng mực nào đó thôi. Và đại đa số cái dòng vốn của anh chị theo em là mua cổ phiếu và nắm giữ. Cho đây là những cái quan điểm và chia sẻ ngắn của em trong những cái lúc mà thị trường tăng. Cơ hội thì luôn luôn có. Khi mà thị trường tăng, niềm hưng phấn tăng thì cơ hội nó càng nhiều. Nhưng khi mà cơ hội càng nhiều thì rủi ro nó càng cao. Giờ đây em cũng mong là các anh chị có thể bình tĩnh hơn, mua cổ phiếu khi điều chỉnh giảm và mua cổ phiếu với một tâm thế đó là mua và để nắm giữ. Và chúng ta có thể kinh doanh chứng khoán một chút xíu, khoảng 20-30% trên cái số lượng cổ phiếu của mình. Cũng như các anh chị nào có nhu cầu sử dụng đòn bẩy tài chính, em nghĩ năm nay không nên sử dụng đòn bẩy tài chính 1:1. 50% trên vốn nó là một tỷ lệ tốt, 30% trên vốn nó là một tỷ lệ an toàn và 10% trên vốn nó là một tỷ lệ tuyệt vời. Để mở tài khoản tài chính khoán FPT nơi phí dịch 0.15%, em tin được mức phí hấp dẫn và em sẽ là người hỗ trợ trực tiếp cho anh chị về dịch vụ, về tư vấn và đầu tư. Nếu như anh chị cần nâng cao nội lực bản thân, có thể tham gia các khóa học đào tạo của em tại Sài Gòn, Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng và học online tối 3-5-7 tuần đầu tiên và tuần thứ 3 của tháng 11. Nếu anh chị cần quản lý tài sản để gia tăng một cách ổn định và bền vững, không tốn quá nhiều thời gian và tập trung nguồn lực cho gia đình và cho công việc của mình, mọi chi tiết xin liên hệ với Quang Dũng qua số điện thoại 0933 687 436. Em xin hết.